quất luôn, chơi luôn, xuống xác luôn. Đây, cái gì vậy cha, trời ơi, mới vô cái ai đâu quýnh lộn, mới vô live sum tụ vậy vui các bạn hả, mới vô sum tụ vậy cho nó vui. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel giờ neo của mình. Hôm nay mình sẽ làm vị tướng Agi cho các bạn nha. Đấy, thay đổi không khí các bạn ơi, chứ nát hoài, quýnh con nát hoài ấy mà mọi người cũng chán, cho nên là mình thay đổi nha, mình đánh con Agi đi top cho các bạn nha. Đó thì tiện thể đây luôn nè, Du Ca Béo sẽ đối đầu với mình, thì cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà gọi là đi cái thằng Du Ca Béo, mà hồi là nó sẽ gặp mình, nó chỉ có chạy thôi các bạn đấy, như thế nào đó là đi nó như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đấy thì tem bên kia là thằng Nagot là gần nha các bạn, nhưng mà đi ba đấy len na ấy rất là mạnh luôn á, và bây giờ đang có giao tranh bên kia và biết không thằng nào đi luôn các bạn, cho nên là bây giờ mình chạy ôm hiếp mình đép cái đi. Đấy, mình thưởng một ít river để mình lên level 4 lẹ nha, sau đó mình sẽ xuống mình ép lên với lại con Violet lấy cái trụ của thằng Yuka. Đấy, đánh là các bạn phải đi cái thằng Yuka đó, đi nhiều vào không cho nó farm trước mà là nó sẽ không thể nào mà nó ép lên các bạn được. Đấy, và để ép lên nó được thì các bạn phải làm những gì à, bây giờ nè đó, bây giờ là quốc đó nè các bạn, giờ nó phải chạy lên đúng không, bây giờ mình đang ép nó chạy lên này thì các bạn chạy lên đây cho mình luôn đó, các bạn chặn cái đầu quái của nó, không để cho quái nó xuống, và khi mà quái mình tràn lên là cỡ nào nó cũng lên bảng đó các bạn nè. Bây giờ nó chạy về cái đường nào mình sẽ đưa nó quả tiễn về nè các bạn, đấy giờ chặn đầu nó như thế này nó không bao giờ nó về được luôn nha các bạn nè. Chạy đâu, chạy đâu, trời ơi, chạy đường nào, chạy đường nào đó. Lên bảng liền. Và bây giờ nè, không thằng nào đẹp thì mình phá thẳng luôn nha các bạn. Đấy, trời ơi, thằng nào gót nó ra rồi, uổng quá các bạn à. Thôi nên là cho nên là nó ra nó đẹp như vậy là các bạn phải bỏ nha. Đấy, bây giờ mình ra mình phụ cho thằng Violet ăn cái này nè. Đó, vậy khi mà nó xanh thì nó mới gánh cho mình được, chứ các bạn mà kê ếch với nó là nó thọt là nó không gánh cho mình được đâu nha, là sẽ tạo cái độ khó cho game. Đấy, các bạn đừng có ham ăn cái con đó làm gì hết, mình phải dành cho cái người đi gần của mình. Đó, và khi xăm xong cái bãi này thì các bạn sẽ làm cái gì, phá trụ hả? Không nha, làm gì phá được, cái thằng Yuka nó đang chạy xuống mà làm gì các bạn phá được, cho nên các bạn chạy vô đây, lỡ mà thằng gừng nó chưa ăn thì mình cướp là ai, còn nó ăn rồi thôi, cứ mình cứ đá chi nhanh nó vậy đi các bạn, là nó sẽ hơi bị áp đảo tâm lý nó chút xíu nha. Rồi nè, bây giờ nè các bạn thấy đúng không, thằng gừng nó mới ăn bùi xanh này đúng không, thì bây giờ nó không bao giờ nó có ở nửa cái map dưới đây, nó chỉ đang ở trên khu vực bù đỏ của nó và nó găng trên kia nha. Cho nên là bây giờ cái thằng Yuka nó đã bị thọt một level của mình rồi, nó bị thọt một đàn quái mình và nó thọt một mạng rồi, thì mình sẽ xuống đây mình ăn cái đàn quái này xong đúng không. Thì bây giờ các bạn nè, nhìn ở nhà mình đó, đàn quái mình đang chạy lên nó, thì bây giờ mình ăn xong cái đàn quái này mình sẽ làm cái gì, mình sẽ chạy thẳng lên phía trước trụ của nó luôn á, mình không đứng ở dưới nha, mình chặn cái đầu quái của nó. Nếu mà thằng Yuka nó đép là mình cướp luôn, mình đập trụ luôn mà nó không đép mà các bạn ấy, tại vì bây giờ con Agi nó có một cái ulti rất là mạnh nha, và có một cái lượng giáp nữa là có thể giết con Yuka chết dễ dàng luôn ấy. Nè bây giờ nè, các bạn chờ khi đàn quái mình lên là các bạn lấy luôn cái trụ của nó, cái thằng Yuka làm sao mà đép được. Đấy, nó mà đép là mình giết nó luôn ấy. Mình chỉ cần dặm cái tiêu mình chém thường, mà mình chém thường 3 cái quăng chim một chém một cái nữa là nó lên bảng rồi các bạn ấy. Rất là mạnh luôn con Agi này mà. Đó, và khi mà các bạn cầm cái tê tái trong người và mang cái kiếm chi hồn thì các bạn phải biết tận dụng những con quái này để các bạn tích cái nội tại của cái kiếm chi hồn nha. Nè bây giờ cái thằng Yuka nó làm cái gì? Đấy các bạn thấy chưa, nó gặp mình rồi nó quán gà luôn, nó sản luôn đó, gặp là sản luôn chứ làm cái gì, quýnh ôm thích chơi, thích thì chơi, thích thì băng chậu ghét luôn, thích băng luôn, nói giỡn rồi các bạn, đừng có băng nha, băng chết á. Ở đây nè, ái cái bùi xanh nó ra các bạn đó, mình sẽ kéo vô bụi ấy cho thằng Nagot nó không ăn luôn, mình cho thằng Violet mình ăn, nó đang chạy lên, thằng Violet chạy lên. Ê trời ơi, kèo thơm, quất ơi. Trời ơi, cái thằng John khốn nạn thiệt chứ. Trời ơi, nãy giờ mình bị cơ ếch hoài luôn các bạn, không có mạng để ăn luôn á. Mấy thằng đồng đội này thiệt chứ. Đó, thì cái con Ari này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn dùng kêu rồi. Đấy, các bạn dùng kêu nha, các bạn nâng mát chiêu 2 trước cho mình và các bạn sử dụng cái combo kêu của nó như thế nào cho hợp lý. Đó, là khi các bạn chuẩn bị vào giao tranh nè. Đó, các bạn đừng ham mà bắt chỉ dùng mục tiêu, các bạn để bắt kìa. Mày mơ đi, tao cho mày ăn nha. Mày mơ đi John, tao cho mày ăn á. Đó, vào combat dù một người hoặc hai người hoặc ba người các bạn cũng bắt nha, chứ đừng, các bạn đừng bao giờ canh chỉ bắt hai ba người trở lên nha. Một người cũng bắt, nhưng mà bắt một người thì các bạn phải bắt ai, bắt ngay cái thằng chủ lực của nó, là bắt ngay cái con AD, chứ các bạn đừng bao giờ đánh tăng giùm mình nha. Chẳng hạn như các bạn vô, các bạn lượm Togo nè, cái thằng Yuka nè, không nha, các bạn chừa hàng đó ra, các bạn bắt thẳng cái thằng AB hoặc là cái thằng AD cho mình đó.
chứ các bạn vào combat các bạn đừng bắt tăng nha. Ấy, và khi mà các bạn lướt vô các bạn bắt một ai đó thì các bạn hãy dùng hai cái chiêu hai của bạn thôi, các bạn đừng dùng hết 3 lần nha, để khi mà các bạn ulti xong các bạn còn một chiêu để các bạn chạy hoặc các bạn dí đối phương, chứ tránh tình trạng các bạn dùng cái một cái ụt đấy mất hết 3 chiêu luôn, là khi các bạn ulti rồi các bạn ụt các bạn lên bảng luôn ấy, thì làm gì còn chiêu để các bạn chạy ra. Cho nên là các bạn sử dụng cái chiêu hai của mình cho nó hợp lý, các bạn canh cái khoảng cách của đối phương mà các bạn chạy vô hai cái thôi là các bạn ulti là được rồi, để khi mà ulti xong còn một cái để mà xài nha các bạn. Ây, trời ơi, nó đứng yên kìa, quất luôn nè, in tiêu đó và đánh cái chạy ra các bạn. Đó, bây giờ khốn nạn do nó đang ăn bùa xanh kìa, mình là người đồng minh chân chính mà, cho nên là mình nhường cho đồng đội mình đi, mình đâu có xài mana đâu đúng không các bạn. Bây giờ mình quăng chiêu một vô thôi đó, và mình lấy nhẹ thôi. Mày mơ đi, tao cho mày ăn nha mày, thằng John khốn nạn, nãy nó cười hết mình các bạn, cười hết mạng của Nagot á. Mày mơ đi, tao cho mày ăn, kể từ bây giờ luôn, kể từ phút đó là không bao giờ đồng đội với thằng đó các bạn ấy. Mình mà bật được cái đồ sát ha, mình cù sát luôn, mình giết luôn á, cho lên bảng. Đây nè, đây nè, có combat và chuẩn bị có mạng ấy, và mình đã không xuống rồi ăn mạng được luôn, tại xong hết rồi các bạn, cho nên là mình phá trụ nó đi. Cái gì thích thì chơi nè, thích thì chơi đó, ulti tiêu quất luôn đó, quất luôn mà quất được chạy luôn đấy các bạn thấy không. Mình dùng hai chiêu thôi, mình chừa được một chiêu để mình chạy hoặc mình dí đối phương ấy, mình không ham mạng nó làm gì hết á, mình ham mà mình giết được nó xong mình cũng chết thì mình không nên nha. Đấy, cho nên là đừng ham một mạng, không giết được thì nó hồi mình giết sao chứ có cái chuyện gì đâu. Nè, thích thì vô đây chơi, thích thì chơi, thích quất luôn đó, bỏ các bạn. Nó chạy vô thôi mình bỏ, chứ mình quýnh đâu lại đâu, mình đang hết mục tiêu rồi. La cho nó thơm tụ vậy thôi. Thích quất luôn á, đừng có giỡn nha. Thích quất luôn đó, mình la vậy đó các bạn. Chơi vậy nó mới vui, nó mới thơm tụ. Đây nè, và mình xin nhắc cho các bạn luôn, cái con Ari này nha, thì khi nào các bạn cầm chừng trị và khi nào các bạn phải cầm bộc phá, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Khi mà tem các bạn không có tăng nha, đấy, và bây giờ nè, tem mà không có tăng thì các bạn đừng bao giờ lấy chừng trị giùm mình nha, đấy. Mà có mà lỡ tem mình có cái thằng Yuka hoặc là cái thằng nào đi top thì các bạn đừng cầm chừng trị mà các bạn hãy cầm bộc phá nha. Các bạn đi ngược lên lại, các bạn đi lên gồng. Đấy, và bây giờ mình sẽ bắt cái thằng nào các bạn bắt luôn, bắt đường nào bắt đó, bắt ngay cái thằng AB nó các bạn. Và bây giờ chạy đâu, cái thằng Yuka nó bật xì bo lên nó chạy các bạn. Nó gặp mình là bây giờ nó chạy như cái gì luôn đó. Đấy, và cái con Agi này nè, mà khi các bạn muốn cầm cái chừng trị thì các bạn khi nào các bạn cầm, rồi khi mà tem các bạn không có người đi top các bạn hãy cầm chừng trị nha. Còn nếu các bạn đi lên gồng hoặc là có tem các bạn có người đi top mà các bạn cầm cái chừng trị nữa là chỉ có phế thôi chứ không bao giờ mà xanh được nha các bạn. Mấy tay có tăng đâu mà quýnh, tem mà không có tăng là không bao giờ combat được hết á. Cho nên là nếu mà có người đi top thì các bạn đừng cầm chừng trị. Ấy nè, cái thằng Yuka quất luôn nè, chấp luôn, cân luôn, sợ cái gì quất luôn. Chạy đi đâu, địch thẳng vô cái đầu Yuka các bạn cho nó lên bảng đó. Và nếu mà tem các bạn có người đi top thì các bạn cầm bộc phá, các bạn đi lên gồng giùm mình nha. Chứ đi lên gồng mà có người đi top các bạn cầm theo cái chừng trị nữa là dục luôn á, là quăng game luôn á, là nghỉ luôn á. Nè, bây giờ nó đứng yên rồi thì quất nó luôn đó, một cái tiêu luôn đó, có anh tiêu đâu bật các bạn. Đây nè, bây giờ mình sẽ qua đây mình phụ đồng đội mình lấy cái trụ luôn các bạn. Chứ đánh ăn mạng hoài mà trụ không phá thì cũng không bao giờ thắng nha. Đấy, cho nên là quất ở đây vô luôn đó, dụ cho mô tót nó băng trụ các bạn để cho trụ đánh nó xong rồi mình mới đánh trụ được. Trời chết luôn rồi, trời ơi, mình hại đồng đội rồi các bạn, mình khuyến khích cho đồng đội mình lên bảng. Cái gì, mày nhìn tao hả? Trời ơi, mày nhìn tao, trời ơi, thích thì nhìn không, thích nhìn không, thích đó, quất luôn. Ấy, trời ơi, chết rồi các bạn ơi, bị hất tung với lại bị thằng Yuka nó làm choáng, không có bắn in tiêu được. Chứ bật in tiêu lên là mình chạy được, là đó chỉ là nếu bật in tiêu được thôi, chứ nãy là bật không được. Nhìn mình ghét nào nhìn mình lắm các bạn, mình nhìn mình là mình xuống xác à. Đừng có nhìn cái mình cái kiểu đó là cỡ nào mình cũng băng trụ mình giết hết á. Để xem coi mình là được bao nhiêu tiền rồi các bạn, được bao nhiêu vàng à. Trời, đi top mà farm hơn gừng nữa, 7k5 tiền, gừng 6k7, rất là mạnh luôn nha các bạn. Đó thì các bạn hãy tham khảo theo cách nãy giờ mình chỉ thì các bạn đi top sẽ rất là hiệu quả luôn. Nói các bạn thấy không, thằng Yuka, các bạn đi top các bạn gặp Yuka các bạn rất là sợ đúng không? Nhưng mà các bạn thấy mình đi top cái mình gặp Yuka mình có sợ nó không? Mình quất nó, bây giờ nó gặp mình như nó có chạy hay chứ không bao giờ nó dám đứng lại đánh mình luôn á, mình đảm bảo các bạn câu là như vậy. Đấy, và nếu các bạn thấy lối đánh của mình hay và ý nghĩa thì các bạn đừng quên nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó, và các bạn ấn một cái nút biểu tượng Noki chuông có cái hình sư phụ, các bạn ấn vào đó để khi mỗi khi mình up cái clip lên là YouTube nó sẽ thông báo về ngay cái smartphone, cái điện thoại của các bạn.
đấy, để các bạn có thể xem clip của mình đấy, khỏi cần mình nhắc luôn, khỏi mình phải inbox mình báo các bạn luôn ấy, chỉ cần mình đăng lên thôi là 5 minutes 1 giây nó sẽ báo ngay cái điện thoại của bạn, nó là các bạn vô các bạn xem nha. Đấy, và tiện thể đây mình cũng xin cảm ơn bạn Linh Nhi nha, đã mua kẹt điện thoại Donet cho mình đấy, mình cảm ơn bạn rất là nhiều đấy, tuy là tấm lòng thôi không có nhiều. Được cái tấm lòng của các bạn thì mình cảm ơn bạn Linh Nhi rất là nhiều nha, vì đã mua kẹt ủng hộ Donet mình để mình có động lực để mình làm clip cho các bạn xem. Ấy bây giờ nè cái thằng AD, cái thằng AD rồi chạy đi đâu trời ơi, đấy các bạn không đánh con Agi các bạn canh bắt chủ lực nó. Và khi mà các bạn dùng cái chiêu 2, các bạn dùng 2 cái thôi, đừng dùng hết 3 cái nha. Các bạn dùng hết 3 cái là khi nãy làm sao các bạn dí được cái con Teo Anat khi mà nó tóc biến. Các bạn hãy dùng 2 cái thôi, và khi mà để dùng được 2 cái các bạn phải làm những gì? Các bạn phải canh giùm mình. Đó. Các bạn phải canh cái khoảng cách để các bạn dùng nó hợp lý, dùng 2 cái thôi, các bạn dùng 3 cái là sai nha. Bây giờ mình sẽ phá trụ luôn các bạn. Ấy trời ơi mày nhảy hả? Nè trời ơi tôi quất luôn nè, chơi luôn cứ quất luôn á. Trời ơi vừa lên bảng luôn đó các bạn. Ra không được thì chết ngược thôi chứ không có chuyện gì sai hết á, không có chuyện gì khó khăn hết đấy các bạn. Ấy bây giờ là cái nhà của nó y như cái sân bay Tân Sơn Nhất luôn rồi. Anh em đâu rồi? Mua dèo lên thả dèo đó. Bây giờ thành cái sân bay Tân Sơn Nhất luôn rồi, lên thả dèo rất là sướng luôn các bạn. Đấy và bây giờ mình cũng chả hiểu là cái YouTube của mình, tài khoản YouTube của mình nó có bị gì hay không. Nhưng mà mình tạo từ lúc tới giờ các bạn, YouTube nó cũng chưa có xem xét kiếm tiền như mình luôn. Nó chỉ để xem xét không, mà nó xem xét gần tháng trời luôn rồi. Và bây giờ là gần 20.000 người subscribe và rất là nhiều view luôn rồi. Nhưng mà bây giờ là một cái clip up ra cũng không có được 1.000 luôn các bạn. Đấy cũng hơi buồn chút xíu, làm clip ra không được đồng nào đó, không được đồng nào của YouTube nó trả đó. Còn nhiều lúc thật sự luôn các bạn, nhiều bạn anti không biết là anti ở đâu luôn, mà tự nhiên cứ vô clip của mình chửi hoài luôn á, mình không biết mình làm gì các bạn ấy buồn luôn, thật sự luôn á các bạn. Các bạn giờ nói thẳng cho mình biết cái lý do luôn đi, là mình làm gì các bạn buồn, các bạn lại comment các bạn chửi mình đấy, chả biết luôn, không hiểu nổi. Phải chi mà làm một cái clip này mà up lên mà được 50.000 hay gì các bạn, 20-30.000, 50.000 nha, để ăn sáng mà để mà bị ăn chửi một hai câu vậy nó cũng đỡ chứ. Cái này không có đồng nào luôn, bị chửi rồi nó hơi bị ấm ức rồi nó hơi bị buồn các bạn. Nhiều lúc cũng muốn bỏ lắm á, thiệt á, bữa giờ là mình thật sự nói thật các bạn luôn là mình muốn bỏ, từ bỏ luôn á, đầy nản á. Nhưng mà thấy thôi thấy lỡ rồi đâm lao luôn các bạn ơi. Và in tiêu luôn, quất luôn, trời ơi chơi luôn, thôi bỏ lên đi, quất luôn. Giờ là chơi luôn các bạn ấy, bỏ chuyện buồn nó qua đi. Và bây giờ là mình gọi cái trận đấu nó sẽ kết thúc luôn các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn nha đã xem cả hết clip của mình. Nếu các bạn thấy hay các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và chúc các bạn có thể leo gan hiệu quả với vị tướng Agi này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.